Sau gần 2 tháng thực hiện công văn số 2514 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc yêu cầu người dân và công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cấm sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đến nay đã có chuyển biến rõ rệt. Anh Vũ Văn Hải ở xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, cùng với bạn bè của mình đến dự buổi ăn trưa tại một nhà hàng trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ. Nếu như trước đây, trong bàn tiệc anh Hải và những người khác thường sử dụng một chút rượu để giao lưu với nhau. Nhưng thời gian gần đây, anh Hải cùng nhóm bạn của mình chọn uống nước lọc và nước ngọt bởi ai cũng phải lái xe nên có ý thức chấp hành nghiêm quy định. Đã lái xe thì không sử dụng rượu bia. Tôi thấy đấy là quá tốt cho bản thân mình và cho xã hội và tham gia giao thông là không nên sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Nếu như ai mà đi xe ô tô thì họ cũng rất là chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Là họ cũng chọn cái nước ngọt và nước suối chứ không chọn bia và rượu. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành chỉ thị yêu cầu công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cấm sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Liên đoàn lao động huyện Văn Giang triển khai xuống từng công đoàn cơ sở để tuyên truyền phổ biến các văn bản chỉ đạo của tỉnh đến các đoàn viên công đoàn. Giao cho các tổ trưởng, các tổ đã đề nghị các đồng chí là triển khai trên Zalo nhóm mà tổ mình phụ trách. Đến thời điểm hiện nay thì cơ bản cơ, công đoàn cơ quan chính quyền vẫn đang chúng tôi cũng các đồng chí là chấp hành nghiêm cái chỉ thị của ủy ban nhân tỉnh. Trong lực lượng công an cũng có nhiều biện pháp để thực hiện nghiêm quy định về không sử dụng rượu bia trong giờ buổi trưa các ngày làm việc, thời gian trực. Tại công an huyện Khói Châu, tổ điều lệnh do đồng chí phó trưởng công an huyện phụ trách thường xuyên tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với các đội nghiệp vụ và công an các xã thị trấn nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm nếu có trường hợp vi phạm. Với tinh thần kiểm tra nghiêm túc và không có vùng cấm, sẽ kiên quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm liên quan đến sử dụng rượu bia và chất có cồn. Qua đó thì siết chặt cái kỷ luật kỷ cương là tất cả cán bộ chiến sĩ công an huyện là gương mẫu chấp hành các cái quy định. Hiện nay đã có quy định cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn sẽ bị gửi thông báo vi phạm về cơ quan, đơn vị công tác. Từ đây, các cơ quan quản lý đưa ra hình thức kỷ luật. Hơn ai hết, cán bộ, đảng viên cần gương mẫu thực hiện các quy định về không sử dụng rượu bia khi lái xe để góp phần xây dựng văn hóa giao thông và văn hóa công sở lành mạnh kỷ luật.